Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với chương trình nhịp đập thị trường của Team Tech Profit và Linh Phan. Hôm nay là kết phiên ngày 14 tháng 9 và có lẽ rằng một cái phiên mà chúng ta rất là mong đợi, bởi hôm nay là một cái phiên ngay tiếp theo cái phiên mà Dow Jones đã giảm hơn 4%, hơn 1.300 điểm. Vậy thì chúng ta đã được chứng kiến cái cách mà VN Index phản ứng với cái thông tin tiêu cực nó như thế nào rồi. Chúng ta thấy rằng là có những cái điều rất là tích cực đằng sau cái phiên ngày hôm nay. Vậy thì xu hướng của Index thời gian tới ra sao và cái chiến lược như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi trong video dưới đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, quay trở lại VN Index của chúng ta thấy rằng là hôm nay khi mà mở cửa thị trường đã có một cái gap down khá là mạnh, và chúng ta thấy rằng là với một cái chân nến đâu đấy khoảng loanh quanh cái vùng này, đây có một cái chân nến, đây có một cái chân nến ở đây, thì Index sau đó đã có xu hướng là co chân lại và muốn lấp lại cái gap đâu đấy ở cái vùng quanh 1245. Tuy nhiên thì cũng chưa lấp được hết, nhưng nếu như chúng ta nhìn cái cách mà thị trường phản ứng, chúng ta thấy rằng là rất là tích cực, bởi vì đa phần các cái nhóm ngành như Linh hôm qua cũng chia sẻ với anh chị em là gì, đều đã có xu hướng là cạn vôn và rơi về cái vùng hỗ trợ cứng, cái vùng neckline, ví dụ như dòng bất động sản, ví dụ như là chứng khoán, ví dụ như thép, ví dụ như là bất động sản thương mại, ví dụ như là một số cổ phiếu của cái ngành đầu tư công. Chúng ta thấy rằng là với cái việc vôn cạn và rơi về vùng support cứng thì để mà thị trường giảm sâu được thì nó sẽ rất là khó, mặc dù hôm qua ta đã được chứng kiến cái phiên rất là thảm của thị trường tài chính thế giới, nhưng chúng ta thấy rằng hôm nay index cuối phiên nó đã rút chân lên và đâu đấy chỉ giảm khoảng hơn 7 điểm thôi. Và chúng ta thấy rằng là với cái xu hướng là gì, xu hướng là đóng cửa cao gần nhất phiên cộng với một cái volume nó ở trên cái mức trung bình 20 phiên như thế này thì mình đánh giá đây là một cái phiên tích cực. Và nếu mà nhìn kỹ hơn về cái mặt gọi là tác động đến chỉ số thì chúng ta thấy rằng tác động đến chỉ số ngày hôm nay chủ yếu là họ dùng nhà tạo lập, họ dùng trụ ví dụ như là Sapeco, ví dụ như VIX, ví dụ như là Vinhome chẳng hạn, để tác động đến chỉ số. Nhưng thực chất rằng cái độ rộng của thị trường cũng như là các cái nhóm ngành khác thì xen kẽ là nó có những cái sự luân phiên lẫn nhau đó. Ví dụ chúng ta nhìn là VIX, đạp Sapeco, đạp Vinhome, đạp Vinamilk, đây là những cái cổ phiếu thông thường nó sẽ lôi ra làm con tốt thí để tạo cái độ gọi là hưng phấn cho thị trường cũng như là cái sự sợ hãi cho thị trường dùng cái trụ này để đạp. Nhưng quan trọng nhất là cái nội tại, cái core chính của thị trường, chúng ta thấy rằng là thị trường không bị giảm quá sâu, không có những cái mã giảm sàn, và ngược lại là có xen kẽ có những cái dòng cổ phiếu như cổ phiếu tăng đang xem rất là tốt, thì Linh thấy rằng đấy là một cái sự tích cực của thị trường trong cái phiên ngày hôm nay. Và hôm nay là một cái bài test rất là lớn về mặt tâm lý thị trường, và thực sự rằng là mình mong chờ cái phiên này, bởi vì là chúng ta thấy đã được chứng kiến trong vòng tầm 2 tuần vừa qua thị trường cứ lình xình đi ngang, có những phiên giảm sau đó lại lình xình, thì thực chất rằng là để mà thị trường đi lên được tiếp hoặc là xác định một cái xu hướng mới thì nên có những cái phiên như thế này để xác lập một cái xu hướng, thay vì là buổi sáng rất buồn ngủ và buổi chiều thì chỉ giao dịch một chút xíu, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái phiên hôm nay là một phiên rất là quan trọng, và cái cách thị trường phản ứng với một cái volume như thế này và một cái nến như thế này thì đánh giá rất là tích cực đó. Và đi kỹ hơn về mặt tâm lý thị trường, chúng ta thấy rằng tâm lý thị trường hôm nay thậm chí là về 4, và như mình có quan sát là gì, chỉ cần khoảng 1 đến 2 phiên nữa thôi thì là tâm lý thị trường nó đã rơi về cái vùng rất là tiềm năng rồi, và thực chất là đây đã là cái vùng cơ hội của thị trường rồi, và đây là cái lúc mà thời điểm mà chúng ta có thể cân nhắc giải ngân dần ở những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể coi là tiềm năng, và mình gợi ý là những cổ phiếu nào đã phản ứng tốt với những cái bài test về thể lực của thị trường, những phiên giảm vừa qua nó giữ được giá và thậm chí chí là nó còn tăng xanh được, giữ được cái trendline như lên, thì đấy là cái cổ phiếu rất là khỏe, thị trường rất có thể sẽ là dẫn dắt thị trường thời gian tới. Quay trở lại một chút về cái nhóm ngành dẫn dắt thì hôm nay chúng ta thấy là bán lẻ, phân bón nó vẫn là những cái nhóm lead thị trường. Tuy nhiên là cái xu hướng của phân bón và bán lẻ hôm nay nó cũng chưa thực sự là nó tích cực, nó vẫn đang cong xuống mặc dù nó đang là nhóm ngành khỏe nhất. Thì trong cái giai đoạn thị trường hiện nay thì góc nhìn của mình thì mình sẽ thích những cái cổ phiếu dạng như là nó rơi về support cứng mà chuẩn bị nó có cú giật lên thì nó sẽ hay hơn là những cổ phiếu nó đã tăng rồi. Đấy, thì rất có thể là nó sẽ có xu hướng là nó sẽ phải điều chỉnh lại hoặc là nó tái tích lũy lại, ví dụ nhóm bán lẻ hoặc là nhóm phân bón, thì mình sẽ không 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 view là không phải ưu tiên của mình giai đoạn này, mình thiên về an toàn nhiều hơn đó. Còn ví dụ như là kim loại chẳng hạn cũng đã bắt đầu khỏe hơn index rồi,
đó, bắt đầu khỏe hơn index, nhưng mà chưa khỏe lắm, xu hướng thì vẫn đang đi xuống nhưng mà đã khỏe hơn index rồi, Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát. Những cái nhóm ngành dưới index là ví dụ như chứng khoán, chúng ta thấy là chứng khoán thời gian trước nó là cái nhóm ngành rất là khỏe và luôn luôn là nhóm ngành khỏe nhất index, nhưng thời gian vừa rồi nó đã chui xuống index khá là sâu và hôm nay thì nó cũng đã có một vài cổ phiếu có xu hướng tích cực hơn, thì lát nữa mình sẽ đi vào chi tiết. Nhưng mà chứng khoán cũng là một cái dòng mà có thể quan sát ở thời gian tới. Tiếp theo nữa là ví dụ như là hạ tầng vận tải, nó cảng biển đó, cảng biển đúng không? Cảng biển thì cũng yếu hơn index, vẫn yếu hơn index, xu hướng thì cũng chưa tích cực. Bất động sản khu công nghiệp, bất động sản khu công nghiệp thì cũng yếu hơn index và xu hướng chưa tích cực. Ngân hàng thì sao? Nhóm ngân hàng, nhóm ngân hàng cũng vậy, cũng đang yếu hơn index và xu hướng chưa tích cực. Đó, thiết kế và xây dựng thì mạnh hơn, đó là nhóm đầu tư công. Nhóm đầu tư công chúng ta thấy xu hướng nó móc hẳn lên, còn những cái nhóm khác chúng ta thấy đều chút xuống, chỉ có đầu tư công móc lên. Thì nhóm đầu tư công sẽ là một cái nhóm mà mình nghĩ rằng rất quan tâm, rất đáng quan tâm thời gian tới. Và chuyện bất động sản thương mại thì sao? Bất động sản thương mại như sell đích của một số cổ phiếu khác, chúng ta thấy rằng là gì? Bất động sản thương mại, đây bất động sản thương mại ở đây nó khỏe, nó yếu hơn index một chút xíu thôi, yếu hơn index một chút xíu thôi, nhưng xu hướng thì cũng chưa tích cực, chỉ có là đầu tư công thì thấy là xu hướng nó rõ rệt luôn. Dầu khí thì sao? Dầu khí thì yếu hơn index một tí tệ, cũng chấm chấm index, xu hướng thì cũng đang vòng xuống, nhưng một số cổ phiếu mà đặc thù chúng ta thấy là đã tăng đó. Và quay trở lại VN Index của chúng ta trong giai đoạn này thì mình thiên về khả năng là index nó sẽ có xu hướng là nó lấp lại cái gap ở đây, lấp lại cái gap down ở đây đó, và mình tin rằng nó sẽ có một cái sự phân hóa nhất định trong thời gian tới đó. Và nếu thực sự nó tốt, nó tích cực thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ quay trở lại cái vùng 1-2, trên vùng 1-2-50, được chưa? Quay trở lại trên vùng 1-2-50, 1-2-4-5 là ổn rồi. Nếu mà lấp được cái gap down này và đóng cửa trên 1-2-4-5, tức là quay trở lại cái vùng này, thì mình nghĩ rằng sẽ rất là ổn và nó sẽ cùng kiểm chứng lại cái mốc khoảng 1-2-80. Nhưng cái điều quan trọng, index nó là một câu chuyện, nhưng điều quan trọng là cái nội tại, cái core bên trong, chúng ta thấy là rất nhiều cái nhóm ngành đã rơi về một support, nó hỗ trợ cứng và đã có dấu hiệu là rút chân lên trong phiên ngày hôm nay, thì đấy là cái phản ứng rất là tích cực. Và đây là thời điểm mình nghĩ là anh chị em có thể cân nhắc giải ngân rồi. Ở đây chúng ta sẽ cùng view qua một số những cái cổ phiếu của nhóm ngành lead nhé. Như thường lệ mình sẽ cùng view qua chứng khoán trước. SSI đúng không ạ? Như mình có kể phiên hôm qua thì SSI là nó đang có một cái nền đâu đấy loanh quanh cái vùng này, đâu đấy là loanh quanh cái vùng này, và hôm nay thì nó cũng đã có một cái nến rút chân là đóng cửa cao nhất phiên, volume cũng tăng rất là tốt so với trung bình 20 phiên, nó rút chân ngược như thế này đó. Và nếu như thực sự là nó confirm là nó khỏe khi nào, confirm là nó khỏe khi mà nó vượt qua được cái đường cản chéo ở đây, nó vượt qua được cản chéo ở đây thì nó sẽ tạo hai đáy ở đây và nó đi lên, thì mình nghĩ là sẽ rất là tích cực đó, rơi về vùng support cứng đó, tăng kèm vô vùng này bắt đầu rút chân. Như hôm qua mình có chia sẻ trong cái livestream tối hôm qua cũng như là bản tin nhận định thị trường vào chiều hôm qua, rất là tích cực đối với chứng khoán trong cái phiên test ngày hôm nay. VND cũng vậy, VND cũng là một cái phiên tăng kèm vô rút chân lên đúng không ạ, và nó cũng rơi về support cứng và bật lên đúng không ạ, và nó sẽ thực sự tích cực khi mà chúng ta kèm cản chéo nổi, cản chéo ngắn hạn ở đây thì nó vượt được vùng này, mình nghĩ là hoàn toàn có thể mua được. Ví dụ như là HCM là một cổ khỏe. Hôm qua là mình với anh chị em có cùng view một qua một loạt cái nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán, thì có HCM và BCI rất là khỏe. HCM tích cực hơn VND và SSI rất nhiều, cho nên nếu lựa chọn chứng khoán chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc HCM và BCI đúng không ạ. Rất là dứt khoát như thế này, trong khi là những cái ông kia, ông VND và ông SSI thì nó còn chưa vượt được cái cản chéo này, nhưng HCM thì đã vượt được cái cản chéo này rồi, rất là tích cực. Tiếp theo nữa là nó có BCI rất ổn. BCI thì thậm chí là nó cũng đã lấy lại, thì đang test lại cái vùng cản chéo đây, nhưng mà cái nền này thì nó vẫn giữ được, nó vẫn rút chân lên giữ được cái vùng này thì rất ổn, rất là ổn. Đó, BCI cũng là một cổ khỏe trong dòng chứng khoán. Đó, chứng khoán là ok. Còn lại là nếu bây giờ chúng ta sẽ banh chứng thép đúng không, chúng ta sẽ cùng Hòa Phát một chút xíu. Hòa Phát thì không xấu, cũng không thủng cái nền dưới nhưng cũng chưa vượt được cái cạnh trên này, thì khi nào mà Hòa Phát vượt cạnh trên này chúng ta có chuyện. Hoa Sen hôm nay là cái phiên mà cũng liên quan đến cổ tức, tuy nhiên thì cũng có phản ứng tương đối là tích cực, và chúng ta thấy rằng là Hoa Sen thì nó vẫn giữ được cái nền này đó, nhưng mà cũng giống Hòa Phát là câu chuyện là nó cũng chưa vượt được cái cản bên trên. Nếu mà vượt được cản bên trên thì nó sẽ uy tín hơn đó.
Đó, hòa dòng thép thì có Hòa Phát và Hoa Sen được giữ giá, nhưng Nam Kim chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Nam Kim đúng không? Nam Kim là thậm chí là nó vượt cái đỉnh rồi, nó đang khỏe hơn, khỏe nhất dòng hiện nay. Đó, và cái lực đẩy kèm vô này khá là tích cực với một cái thân nến như này, mình đánh giá là ổn. Đối với thép chúng ta có thể cân nhắc Nam Kim. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cùng đánh giá banh. Hôm qua có công thương kéo tỷ số, rút tỷ số rất là nhiều, thì hôm nay thì công thương cũng có cái nến doji và vol khá là thấp, nó thể hiện một cái sự lừng khừng do dự ở đây. Thì với một cái vol như thế này thì mình nghĩ rằng là câu chuyện của công thương, một nó sẽ có xu hướng là nó sẽ đi ngang, và hai là mình sẽ thiên về kịch bản nó sẽ giật lên đây, nó sẽ giật lên chạm neckline và nó vượt lên đây. Tiếp theo nữa là bit. Bit hôm nay cũng rơi về support và cũng không rơi sâu, vol thì khá là cạn, thì khả năng là vol cạn ở vùng này mà giá không giảm nữa, cộng một phiên mà cũng bị gọi là test về mặt thể lực của thị trường chung mà nó không không giảm sâu thì mình nghĩ rằng khá là ổn. Vietcom thì trông nó hơi tệ, Vietcom trông hơi tệ, nến tóc hơi dài và đóng cửa thì cũng chưa thoát khỏi cái chen chéo này, thì Vietcom thì mình đánh giá yếu hơn trong cái bit và công thương. Và hôm nay thì Vietcom khá là yếu, tốt nhất là nếu mà là mình sẽ không tham gia bit hay Vietcom công thương ở trong giai đoạn này. Công thương có thể cân nhắc, nếu mà chọn banh có thể cân nhắc công thương. Thế còn Vietcom hay bit thì thực ra là cái vùng này nó cũng gần support nhưng mà xu hướng thì nó chưa tích cực lắm, nên là banh thì không phải ưu tiên của mình. Thì như các bạn đánh giá là banh, chứng và thép thì đều rơi về support cứng và không giảm thêm. Một số mã của chứng khoán nó cũng đã có dấu hiệu tích cực hơn rất là nhiều rồi, thì khá là ổn. Và quay trở lại ví dụ như dòng bất động sản thương mại, Celdex, với những phiên như bán tháng hôm nay thì với những cổ phiếu đầu cơ dạng như Celdex thì đáng nhẽ là nó phải phải giảm rất là thảm, nhưng thực tế rằng là gì, chúng ta thấy là có một cái nến rút chân kèm vol và đóng cửa thì cũng không đến nỗi tệ ở vùng này. Tất nhiên là về cái xu hướng giá thì nó cũng cũng chưa thoát khỏi cái trendline chéo này và cũng đã gãy cái nền này rồi, nhưng mà đây ngay bên dưới này, chúng ta thấy là ngay bên dưới này nó có một cái nền ở đây, cái nền hỗ trợ ở đây đúng không ạ? Thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng xem cái phản ứng của Celdex như thế nào. Còn vùng này mà để mà bán gọi là đà bán mạnh nữa gãy tiếp thì cũng xác suất là nó thấp thôi. DG tương tự, xu hướng thì vẫn là xu hướng giảm, nó không được gọi là khỏe, nhưng mà nói là để mà xấu hơn, tệ hơn rất là nhiều nữa thì mình nghĩ là khó, bởi vì ngay dưới chân này chúng ta thấy có cái support đấy, kể cả sell của định đúng không ạ, thì xác suất là nó sẽ có xu hướng là nó đẩy đó. Tiếp theo nữa là Nam Long và cổ phiếu đó, Nam Long vẫn giữ được cái vai bên này còn khá ổn luôn, thậm chí là mua test được với một nến như thế này, một lần test không thủng, hai lần test không thủng, rút chân lên kèm vol đó, và đúng là cái vai test lại những cái vai bên này rất là ổn. Tiếp theo nữa là chúng ta có ví dụ như là HDC này, có một cổ phiếu khá nhiều anh chị em quan tâm, giữ được cái vai bên này rồi, nó giữ được ngay cái vai bên này rồi. Đó thì mình nghĩ là bất động sản thương mại cũng ổn. Rồi quay trở lại bất động sản công nghiệp, chúng ta sẽ cùng ngó qua KBC. KBC thì xu hướng thì cũng khá là tệ, xuống khá là tệ, tuy nhiên thì cũng đang test lại liệu có thành cái đáy ở đây không thì mình chưa biết, nhưng mà vùng này thì nếu mà ai mà gọi là bán bằng mọi giá nữa thì mình không nên bán bằng mọi giá, bởi đây nó cũng có thể nó sẽ là một cái vùng có thể là cái vùng đáy của nó loanh quanh đây, thì cũng đừng có bán bằng mọi giá, hãy đợi có nó hồi lên đây thì sẽ tốt hơn. Ví dụ như là bất động sản thương mại thì có PHR, PHR thì đã bị ao khỏi cái cầu tam giác này rồi, nhưng mà ngay dưới chân này thì nó cũng có một cái cản ngang ở đây, cái support ngang ở đây, thì Linh nghĩ rằng thì thôi thì cứ đợi nó phản ứng với mốc này như thế nào đã, chưa chưa vội vàng phải phải hết sừng ngay, thì nếu mà có hồi lên được cái đỉnh cũ này thì anh chị em có hàng thì bán, thắng mua thì từ từ chúng ta sẽ cùng theo dõi qua KBC, SSC đúng không ạ? SSC thì trông cũng không khỏe, không gọi là khỏe được, nhưng mà đại loại nó vẫn đang ở trong cái vùng support của nó, nên là để mà nó giảm sâu giảm sốc thì mình nghĩ là đoạn này cũng hơi khó, bởi vốn thấy quan sát đã cạn rồi, vùng này loanh quanh cái vùng cái khu vực này là vùng có support của nó đấy, thì bán bằng mọi giá thì mình không nên, còn mua thì cứ từ từ đã, xu hướng không phải là khỏe. BCM BCM thì cũng là thuộc loại có khỏe của bất động sản công nghiệp, nhưng con này thì thanh khoản nó cũng hơi, nó cũng đại loại là nó cũng hơi có sự can thiệp khá là mạnh của nhà tạo lập ở đây, nên là đối với BCM thì anh chị em cân nhắc kỹ trước khi tham gia, về thanh khoản nó không cao, free float không được cao, nhưng mà nó là thuộc dạng khỏe của bất động sản công nghiệp. Rồi quay trở lại một cái dòng rất là đáng chú ý trong thời gian này, đó chính là đầu tư công, thấy là ví dụ VCG hôm nay móc lên rất khỏe,
VCG móc lên ngon luôn, kèm gold đúng không? Sau khi mà có một cái hợp đồng ký kết đối với khoảng 1 tỷ về là dự án. Tiếp theo nữa là FCN vượt khoảng cái 3 luôn. FCN cũng rất là ổn. Đó, thoát được cái cản chéo ngắn hạn ở đây rồi. Đó. Nói chung là đầu tư công là khá là đáng quan tâm. Cặn gold đúng không? Chặn support cái vùng neckline này và vượt lên, thoát cản chéo kèm gold khá là ổn, thậm chí là mua được. Lycosi hôm trước thì hẹo dần nhưng mà vôn cạn mà chẳng có cứ Lycosi thì yếu hơn nhưng mà cũng khá là đáng quan tâm, không yếu, bắt đầu không thấy yếu nữa rồi. FCN Lycosi C4G, rồi C4G là thuộc dạng khỏe, nó giống như kiểu nam kim của dòng thép vậy. Và nếu mà anh em nào chết đinh cái dòng dòng gọi là dòng dòng đầu tư công thì C4G nó sẽ là một cái sự lựa chọn không hề tệ đâu nhé, nó khỏe hơn so với con kia đó. Đó, thì ngó qua một chút thêm về phân bón thì khá là nhiều anh em quan tâm đến phân bón, thì phân bón đoạn này nó cũng đang test lại cái vùng cản chéo ở đây, mình sẽ chưa biết là nó test về đâu, nhưng mà vôn này thì nó chưa phải là vôn quá là cạn, nếu mà vôn cạn anh chị em phải nhìn nó sẽ chỉ bằng nửa phiên vôn ngày hôm nay thôi, cho nên là khả năng cao là nó cũng có xác suất là nó test vào đấy tiếp. Đó thì mình cứ đợi cạn vôn đã, còn vôn này thì mình sẽ chưa có tham gia đâu. Đoạn Cà Mau cũng tương tự, vôn này thì khá cao nhé, mình sẽ không tham gia được chưa. Đó thì mình vừa rồi mình đã điểm qua cho anh chị em một loạt các cái cổ phiếu đúng không ạ, về xu hướng thị trường chung, thì hôm nay cũng điểm hơi kỹ một tí bởi vì đây là một cái phiên tương đối là quan trọng, thì hy vọng là cái phần chia sẻ của mình giúp anh chị em có thể có thêm được cái góc nhìn rộng hơn về mặt thị trường và giúp cho anh chị em ra quyết định tốt hơn. Và nếu thực sự thấy hữu ích thì đừng tiếc một cái nút subscribe để ủng hộ mình cũng như là anh em Tech Profit hỗ trợ mọi người đúng không ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.